Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục học luật thương mại với chuyên đề mua bán hàng hóa và sở giao dịch hàng hóa. Và đây là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng trong nền kinh tế thị trường, chúng ta hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta hiệp định song phương với các nước trên thế giới, chúng ta đã gia nhập EU, chúng ta đã thành viên của các nước hiệp ước WTO, ASEAN, v.v. thì vấn đề mua bán hàng hóa và giao dịch hàng hóa ở trong và ngoài nước rất là một cái công việc thường xuyên. Và đây là, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có cái nhiều cái rất là phức tạp, vì mỗi một đất nước, mỗi một cái nền kinh tế, mỗi một cái khu vực nó có cái luật lệ, văn hóa, tập quán khác nhau, nền kinh tế cũng khác nhau, cho nên là chúng ta điều chỉnh nhau bằng cái luật pháp quốc tế. Và mua bán hàng hóa ở sở dịch ở đây là một, thật sự đó là một hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch, mà là hợp đồng nó song vụ, bởi vì cả hai bên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai mà mình đã cam kết. Trong hợp đồng kỳ hạn này, bên bán có nghĩa là nghĩa vụ giao số lượng hàng hóa xác định cho bên mua và có quyền nhận tiền vào một thời điểm trong tương lai với giá thỏa thuận trước đó, và hai bên đều thỏa thuận thuận mua vừa bán. Đó là cái bản chất của nền kinh tế thị trường chúng ta. Ở sở giao dịch hàng hóa là một cái tổ chức và có tư cách pháp nhân, là họ cung cấp và duy trì một nơi mua bán cụ thể và có tổ chức với cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hóa. Và ở đây thì đó là, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu, thầy trò chúng ta đi sâu chia sẻ mua bán hàng hóa là gì, mà sở giao dịch hàng hóa và giao dịch hàng hóa là gì, và tổ chức đó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ, nghiên cứu trong bài chương 3 mua bán hàng hóa và sở giao dịch hàng hóa. Ở đây về nội dung bài giảng này thì thầy trò chúng ta sẽ nghiên cứu hàng hóa là gì, và chúng ta đi cái hợp đồng mua bán hàng hóa là gì, và thứ ba là sở giao dịch hàng hóa có vai trò, có chức năng, có nhiệm vụ trong cái gì trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Mục tiêu bài này, sau khi mà học và chúng ta học bài này thì chúng ta sẽ hiểu được cái khái niệm mua bán hàng hóa. Đó là mục tiêu thứ nhất. Từ cái hiểu được khái niệm mua bán hàng hóa, ta phân biệt hàng hóa, mua hàng hóa trong thương mại và mua bán hàng hóa trong dân sự nó như thế nào. Thứ ba, chúng ta trình bày được cái khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa và phân tích các nội dung cơ bản mà liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa. Nó bao hợp đồng mua bán hàng hóa gồm có nội dung, trình tự giao kết, điều kiện có hiệu lực thực hiện và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa, vân vân. Đó là bốn vấn đề, bốn mục tiêu mà thầy trò chúng ta cùng nhau chia sẻ trong buổi học hôm nay. Đi sâu vào vấn đề thứ nhất là chúng ta mua bán hàng hóa và sở dịch, chúng ta đi xem tìm hiểu cái khái niệm của nó là gì. Khái niệm của nó đầu tiên chúng ta thêm là hoạt động thương mại. Hoạt động thương mại thực chất đó là một bên bán có nghĩa vụ giao hàng, bên bán giao hàng cho bên mua, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán, ví dụ nhận tiền, nhận xét, sao cái một, còn một cái bên mua có nghĩa vụ là thanh toán bên bán, tức là anh nhận hàng rồi thì anh giao tiền, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Đó là khoảng 8 điều 3 của luật thương mại 2005 có nói, đó gọi là hoạt động thương mại. Từ hoạt động đại về đặc điểm của nó thì trước hết chúng ta xem cái chủ thể của hoạt động thương mại như thế nào. Chủ thể bao gồm bên bán và bên mua. Chủ thể là bên bán, bên mua. Bên bán là sở hữu hàng hóa và có nhu cầu bán. Một trong hai phải có tư cách pháp nhân, đều có tư cách pháp nhân. Bên mua có nhu cầu mua. Mua nhu cầu chủ thể gọi là mua thì cũng phải một trong hai, nó phải có tư cách pháp nhân.
đó là về chủ thể, gồm có bên bán và bên mua. Bên bán sở hữu hàng hóa và có nhu cầu bán, bên mua có nhu cầu mua, có nhu cầu mua. Từ cái đặc điểm thứ nhất đó là về chủ thể, đặc điểm nữa là về đối tượng hàng hóa được phép giao dịch, tức là hàng hóa đó phải được phép giao dịch, không bị quốc cấm hao hâm, hay là bị là quốc cấm, hay là không giao dịch, hai bên đều thỏa thuận trao đổi hàng hóa với nhau giữa hai nước. Hàng hóa thuộc sở hữu của bên bán hoặc được ủy quyền từ chủ sở hữu của hàng hóa, ví dụ như hàng hóa chính mình, nhưng mà mình có thể là hàng hóa đó do một cái người, do một cái chủ cửa hàng họ ủy quyền cho mình mà được phép đem ra giao dịch mua bán. Về nội dung đó bao gồm chuyển quyền sở hữu hàng hóa từ bên bán sang bên mua. Bây giờ tôi bán thì đưa hàng hóa, và như vậy là chuyển cái quyền sở hữu qua người mua, và chuyển từ tiền từ người mua sang người bán. Đó là nội dung bao gồm: một là chuyển quyền sở hữu, hai là chuyển tiền. Về hình thức thì chúng ta thấy là quan hệ mua bán hàng hóa được thể hiện dưới hình thức là hợp đồng mua bán, ký hợp đồng mua bán. Về pháp lý là hoạt động mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của luật chuyên ngành và luật chung, ví dụ là luật thương mại, luật thương mại, luật đầu tư, hay là vân vân và vân vân, thì chúng ta đó là về mặt pháp lý. Hợp đồng mua bán hàng hóa thì chúng ta còn phải tìm hiểu được, bây giờ chúng ta đi nghiên cứu cái hợp đồng mua bán hàng hóa là gì. Và như vậy là chúng ta có hợp đồng mua bán hàng hóa là hình thức ghi nhận sự thỏa thuận giữa bên bán và bên mua. Đó là hợp đồng mua bán là ghi nhận giữa hình thức là bên bán và bên mua, mà trong đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán. Còn bên mua có quyền, có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Đó là khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa, tức là được ghi nhận trong cái văn bản pháp lý. Hợp đồng mua bán hàng hóa thực tế đó là cái gì? Đó là bản hợp đồng có bản chất chung của mẫu hợp đồng là sự thỏa thuận. Có một cái mẫu chung mà tất cả, ví dụ như là khi ta ký kết thì trong cái luật họ đưa ra cái mẫu hợp đồng chung vừa quy định những cái điều gì trong về hình thức, về nội dung, nhằm xác lập thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa. Đó là hợp đồng mua bán, bản hợp đồng mua bán hàng hóa. Từ cái nội dung của hợp đồng mua bán bao gồm: một bên bán là sở hữu hàng hóa có nhu cầu bán, bên mua có nhu cầu mua, và đối tượng là tất cả hàng hóa được phép giao dịch, nghĩa là hàng hóa không bị quốc cấm. Chất lượng do bên thỏa thuận trên sở hữu, nhu cầu và khả năng đáp ứng của các bên, ví dụ như chất lượng tốt thì tiền cao, chất lượng bình thường thì tiền thấp. Đó là chất lượng do các bên thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu và khả năng đáp ứng các bên. Đó là nội dung bản của hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong cái đặc điểm chúng ta bây giờ chúng ta thấy rằng mua bán đó được diễn ra đâu, ở địa điểm giao hàng, ở địa điểm giao hàng thì theo sự thỏa thuận của các bên, tôi có thể giao ở cảng Cát Lái, tôi có thể giao hàng ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi có thể giao hàng ở một cái vị trí ở kho bãi gì mà của công ty bên này ha, của trung gian. Đó là trong cái thỏa thuận hai bên đã ký kết trong cái hợp đồng mua bán. Bên bán có nghĩa vụ giao hàng đúng địa điểm và đã được thỏa thuận. Và trường hợp mà không có thỏa thuận thì địa điểm giao hàng được xác định như sau: một là trường hợp hàng hóa là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hóa đó. Và trường hợp thứ hai đó là trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hóa thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng hóa cho người vận chuyển đầu tiên. Đó là cái địa điểm giao hàng hóa được hai bên thỏa thuận đồng ý ghi trong bản hợp đồng mua bán hàng hóa. Về địa điểm
Theo sự thỏa thuận của bên bán tới việc giao đúng hàng, trường hợp không có thỏa thuận thì xác định địa điểm như sau. Trường hợp trong hợp đồng không quy định về vận chuyển thì chúng ta trong các trường hợp khác thì bên bán phải giao hàng tại điểm kinh doanh của bên bán. Nếu không có điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán, được xác định tại thời điểm giao hàng hợp đồng mua bán. Đó là được ghi trong, cho nên cái hợp đồng mua bán hàng hóa là rất là quan trọng. Thời hạn, cái thời gian cũng quan trọng, phải không? Thời hạn giao hàng theo sự thuận của các bên, ví dụ như là ngày 25, ngày 30 tháng 4 hay là ngày 5 tháng 5, thì đó là những cái ngày con số đó là cụ thể mà hai bên đã thỏa thuận, đã ghi trong bản hợp đồng. Bên bán phải giao hàng của đúng thời điểm giao hàng đã được thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu anh trễ thì là người ta sẽ phạt, không? Và thậm chí là sau này nếu mà trễ nhiều quá, phạt nhiều quá, người ta không có, mất uy tín, người ta không làm ăn với mình nữa. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời gian giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng ở bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn nào đó và phải thông báo trước bên mua. Đó là có hai trường hợp xảy ra, mà tất cả cái điều này được ghi trong biên bản, trong cái hợp đồng mua bán, tức là theo sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp thứ ba, không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời điểm hợp lý sau khi giao kết hợp đồng. Hợp lý, tôi ngày mốt tôi thấy rảnh, ngày mốt tôi thấy hàng hóa được, ngày mốt tôi thấy là giao thông nó thuận lợi, tôi sẽ gửi hàng. Tức là phải có cái ghi nhớ. Giao kết hợp đồng, thật sự giao kết hợp đồng đó là đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Một là đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu rõ ràng ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên và đã được xác định cụ thể. Về chất thì đây là một cái hành vi pháp lý đơn phương của một chủ thể bày tỏ ý định giao kết hợp đồng với chủ thể khác theo các điều kiện xác định, dù chủ thể là bên mua và chủ thể nữa là bên bán, hai bên đã có cái sự thỏa thuận. Hợp đồng mua bán hàng hóa chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là sự trả lời bên được đề nghị đối với đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Bây giờ anh gửi người mua gửi qua người bán, hoặc người bán gửi qua người mua với những lời đề nghị như vậy, nhưng mà bên chủ thể kia có đồng ý hay không, và phải trả lời văn bản. Và thời điểm giao kết hợp đồng, tức là hợp đồng được giao kết vào thời điểm nào, bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết. Khi hết thời hạn trả lời mà không nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thỏa thuận im lặng là sẽ trả lời chấp nhận giao kết, im lặng là đồng ý. Nếu hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng, và nếu hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản. Như vậy thời điểm giao kết có 4 trường hợp: được giao kết thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết, 2 là khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận đó. Và thứ ba đó là nếu hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận thì nội dung của hợp đồng, và nếu được hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản đó, đó là thời điểm giao kết hợp đồng. Chủ thể tham gia hợp đồng phải có thẩm quyền ký kết hợp đồng, ví dụ như là phải có cá nhân kinh doanh, cá nhân đây có thể tổng giám đốc, ký nhân đây có là giám đốc, cá nhân có thể là người được ủy quyền. Và thứ hai, chủ thể đó phải có pháp nhân, người đại diện theo pháp luật đã quy định. Thứ ba là người đại diện được ủy quyền, tức là người ủy quyền là phải được thành lập thành văn bản có công chứng trong một số trường hợp nhất định. Người đại diện theo ủy quyền thì thẩm quyền của người được ủy nhiệm được xác định rõ trong văn bản hoặc hợp đồng ủy quyền. Đó là chủ thể tham gia hợp đồng có thẩm quyền ký kết hợp đồng. Đó là điều kiện
để hiệu lực của quản lý. Bây giờ thầy trò chúng ta đi nghiên cứu thêm, thực hiện hợp đồng, có hợp đồng, bây giờ chúng ta thực hiện hợp đồng như thế nào? Thực hiện hợp đồng theo một nguyên tắc hợp đồng đó là gì? Có 3 nguyên tắc. Một là thực hiện đúng hợp đồng. Thực hiện. Hai là thực hiện một cách trung thực. Ba là không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước. Đó là 3 nguyên tắc trong hợp đồng của chúng ta. Một là thực hiện đúng hợp đồng, có nghĩa là đúng đối tượng, đúng chất lượng, đúng số lượng, đúng chủng loại, đúng thời gian, đúng phương thức và thỏa mãn thỏa thuận trước khác. Đó là đúng. Và thực hiện một cách trung thực, trung thực theo tinh thần hợp tác, trung thực theo tinh thần có lợi nhất cho các bên, và trung thực trong bám đảo uy tin cậy lẫn nhau. Đó là sự trung thực, đúng, trung thực và không xâm phạm. Có nghĩa là không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích của công cộng, quyền lợi, ích lợi của người khác, tức là của người khác, của cộng đồng, của nhà nước. Đó là nguyên tắc thực hiện hợp đồng của chúng ta, có 3 nguyên tắc cơ bản như vậy. Còn nghĩa vụ cơ bản của bên bán thì sao? Bây giờ mình bán một cái máy, hay là mình bán một cái mảnh vườn, hay là mình bán một cái xe, thì cái nghĩa vụ của bên bán, tức là anh phải có nghĩa vụ gì? Giao hàng đúng đối tượng và chất lượng như đã thỏa thuận được. Thứ hai, giao chứng từ kèm theo hàng hóa. Ví dụ mình bán xe thì mình phải đưa giấy tờ xe, cà vạt xe cho người mua, người bán phải đưa cho người mua. Thứ ba, giao hàng đúng thời hạn. Tôi là cuối tháng 5, 30 tháng 4 giao hàng thì đúng 30 tháng 4, thậm chí họ còn ngày giờ nào nữa. Và thứ tư đó, giao hàng đúng địa điểm, tại nhà, tại cơ quan hay tại điểm nào đó mà hai bên thỏa thuận trong hợp đồng. Thứ năm, đảm bảo quyền sở hữu đối với hàng hóa. Bây giờ anh bán và bên kia sẽ nhận hàng và nhận quyền sở hữu. Thứ tiếp theo là chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua. Chuyển cờ bạc xe là anh là chính chủ rồi. Và nghĩa vụ bán hàng hóa, tức là anh làm tất cả những cái việc giao hàng đúng thời hạn, chất lượng, vân vân. Đó là nghĩa vụ cơ bản người bán. Quyền và nghĩa vụ các bên trong thực hiện hợp đồng mua bán thì chúng ta thấy là về địa điểm thanh toán là trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thể thì bên mua phải thanh toán cho bên bán tại một trong các điểm sau đây. Một, địa điểm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng. Nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên đó. Vấn đề thứ hai, địa điểm thứ hai đó là địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ. Nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ, các bạn. Về thời hạn, trừ các trường hợp có thỏa thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định về bên mua, về bên bán. Một là bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bán bàn giao, bên bán giao hàng hoặc chứng từ liên quan đến hàng hóa. Đó là về bên mua. Và còn học quy trừ trường hợp có thỏa thuận khác thì thời hạn thanh toán được quy định như sau. Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hóa trong trường hợp có khả năng thỏa thuận. Đó là theo quy định điều 44 của luật thương mại 2005 đã quy định như vậy. Bây giờ thầy trò chúng ta nghiên cứu một vấn đề nữa, đó là 1.2.6 trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Bây giờ vi phạm hợp đồng ví dụ như trễ, ví dụ như là hàng không đủ chất lượng, ví dụ như là không đủ tiền hai bên, ví dụ như là đó là 5 tỷ nhưng mà anh đưa có 3 tỷ, và như vậy là cả người mua người bán vi phạm thì sao đây? Thì khái niệm về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thì trong luật thương mại 2005 có nêu rất là rõ. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng đó là trách nhiệm của một đơn vị vi phạm hợp đồng phải gánh hậu quả bất lợi về vật chất do các bên thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật. Đó là định nghĩa về trách nhiệm cái vi phạm hợp đồng.
Căn cứ làm phát sinh trách nhiệm này thì chúng ta có 4 căn cứ. Căn cứ thứ nhất là có hành vi vi phạm hợp đồng. Vấn đề thứ hai là có thiệt hại thực tế xảy ra. Hàng hóa để nó hư hay là hàng hóa để quá ngày, hoặc là hàng hóa không đủ chất lượng. Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi với việc thiệt hại của hành vi đó. Hành vi gây làm cho hư hại cái sản phẩm, hành vi hành động làm cho cái biến đổi cái chất lượng của sản phẩm hàng hóa. Thứ tư, bên thực hiện hành vi vi phạm lỗi suy đoán, có thể là lỗi suy đoán. Nếu anh để, nếu mà cái rau trái cây tôi để là 30 ngày nhưng mà anh để 60 ngày, tôi nghĩ rằng chưa xảy ra, nhưng mà tới 60 ngày cái trái cây đó nó sẽ hư, và như vậy là toàn bộ đó nó thiệt hại về cho người mua. Thứ hai, các trường hợp được miễn trách nhiệm. Nếu mà vi phạm mà miễn trách nhiệm có mấy trường hợp xảy ra? Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận. Hai bên nếu ví dụ như là gặp những cái sự cố ách tắc lưu thông rồi này nọ, nếu có xảy ra sự kiện bất khả kháng, ví dụ đang trời đang bão, ví dụ như là thiên tai hay là dịch cúm COVID chẳng hạn. Thứ ba, hành vi vi phạm của một bên là hoàn toàn do lỗi bên kia, do bên kia anh làm trở ngại và là cho nên tôi đã hàng tôi đến trễ, vân vân. Hành vi vi phạm một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên không thể biết được vào thời điểm giao cái hợp đồng. Ví dụ như là nhà nước là thấy rằng cái hàng này trong thời điểm này không được lưu thông, hay là ví dụ như mở cửa hải quan như thế nào đó, giao dịch như thế nào đó, thì có thể là đó là hành vi do một bên thực hiện quyết định cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Các loại chế tài, nếu mà có vi phạm thì phải có chế tài. Chế tài là một biện pháp xử phạt. Đó, xử phạt như thế nào? Trong điều 292 luật thương mại 2015 có quy định có mấy trường hợp sau đây, 7 trường hợp. Một là buộc thực hiện đúng hợp đồng. Nếu vi phạm thì luật quy định là buộc phải thực hiện đúng hợp đồng. Hai, phạt vi phạm tùy theo cái hợp đồng và tùy theo luật. Thứ ba là buộc bồi thường thiệt hại. Thứ tư, tạm ngừng thực hiện hợp đồng. Thứ năm, đình chỉ thực hiện hợp đồng. Thứ sáu là hủy bỏ hợp đồng. Thứ bảy là các biện pháp khác do các bên thỏa thuận trong hợp đồng mà đã ghi cho chúng ta rất là rõ. Các loại chế tài trong luật thương mại thì chúng ta có là mấy cái. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu một cái chia sẻ, một câu hỏi. Anh hay chị hãy phân tích khái niệm và đặc trưng, đặc điểm của hàng hóa trong thương mại. Phân tích đặc điểm mua bán hàng hóa trong thương mại. Phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa với quan hệ mua bán tài sản trong dân sự như thế nào? Bây giờ các bạn về xem cái giáo trình của thầy gửi các em trên Zalo, cái bài giảng của thầy, giáo trình của thầy, và hai nữa là những cái tài liệu mà các bạn có thể tìm kiếm trên các phương tiện thông tin, truyền thông, đường link, Google, và chúng ta trả lời cái khái niệm và đặc điểm mua bán. Và một cái câu suy luận, một cái ý thứ hai cũng rất là quan trọng. Ta phân biệt quan hệ mua bán hàng hóa với quan hệ mua bán tài sản trong dân sự giống nhau và khác nhau như thế nào? Và như vậy là chúng ta sẽ nghiên cứu, và sau đó thì chúng ta sẽ trả lời sau. Vấn đề câu số 2 là chúng ta phân tích khái niệm đặc điểm mua bán hàng hóa trong thương mại và nêu rõ nguồn luật cơ bản điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại là luật nào. Ví dụ như hiến pháp, nguồn luật hiến pháp, luật tài chánh, luật kinh tế, luật thương mại, vân vân. Đó là phân tích khái niệm và đặc điểm của mua bán hàng hóa trong thương mại. Tóm lại bài này thì thầy mới thấy rằng các em đã cố ý lắng nghe, và chúng ta thấy là rất là tốt. Thầy rất là vui khi mà thấy các em trong vượt qua những khó khăn trở ngại như thế này mà chúng ta đã học đầy đủ và lắng nghe rất là tập trung.
Trong bài này thầy xin chúng ta, thầy trò chúng ta tóm tắt lại là chúng ta cùng nhau tìm hiểu ba vấn đề sau. Một là hàng hóa là gì, hai là hợp đồng mua bán hàng hóa là gì, ba là sở giao dịch hàng hóa đại diện các cơ quan nhà nước đứng ra quản lý, đứng ra làm trung gian thực hiện để hai các bên mua bên bán, các cái chủ thể đó thực hiện hợp đồng mua bán, tổ chức thực hiện và vi phạm hợp đồng mua bán như thế nào. Đó là ba vấn đề mà thầy trò chúng ta đã để xem. Thầy xin cảm ơn các em và thầy chúc các em luôn luôn vui vẻ, học hành thành công và đạt được điểm cao trong cái môn học luật thương mại kỳ này. Xin chào các em.